bạch thế tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại dỗng không chẳng phải có của vô minh có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại dũng không chẳng phải có của vô minh có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của hành thức, danh sắc lục xứ, xúc, thọ ái, thủ hữu sanh, lão tử, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có, của bố thí ba la mật đa có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có, của bố thí ba la mật đa có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện, Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có, của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có, của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của Pháp không nội, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại dũng không chẳng phải có của pháp không nội có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện